dược liệu hòa bình xin chào tất cả mọi người nhé hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm của bên uh, dược liệu hòa bình của mình đó chính là cái sản phẩm là gọi là bột ngâm chân thuốc bắc mọi người ạ đấy bột ngâm chân thuốc bắc này thì uh, dùng để uh, chúng ta uh, ngâm chân ngâm chân thường xuyên và điều đặn bằng uh, những cái lá nam những cái, cái dược liệu thuốc bắc thì nó mang lại rất là nhiều những lợi ích tốt cho sức khỏe, tại vì dưới bàn chân của chúng ta là có rất là nhiều uh, huyệt đạo và uh, mạch máu. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta có thời gian và có điều kiện thì chúng ta cứ sử dụng những cái lá nam để ngâm chân. ở nếu mọi người ở nhà mà có những cái lá như là lá lốt này, cỏ xước này, đấy, gừng xả này thì mọi người có thể uh, hái về để ngâm hoặc là nếu mọi người mà không có thời gian hoặc là cho mọi người không lấy được những cái lá nam như thế thì mọi người có thể sử dụng cái bột ngâm chân thuốc bắc của bên nhà mình này, đấy, nhà mình đã nhé, lấy những cái lá cây những cái dược liệu mà chuyên để ngâm chân và để sông các thứ, đấy mình nghiền thành bột rồi để cho tiện lợi cho mọi người trong cái quá trình sử dụng nhé. Đấy, Công dụng chính của cái bột ngâm chân thuốc bắc này là nó giúp lưu thông khí huyết này, thông kinh lạc giúp giảm lo âu và stress bên cạnh đó thì khi mà ngâm chân thường xuyên thì nó sẽ giúp cho cái giấc ngủ của chúng ta tốt hơn những người mà bị đau xưng khớp chân bị lạnh chân giúp khử mùi hôi chân và giải phong hàn bên cạnh đó thì Ờ những người bị uh, tê nhức đau vỏi vai gáy thì nó sẽ giúp giảm tê khớp và thấp khớp rất là tốt nha mọi người nhá. Cách sử dụng thì khá là đơn giản. Sau khi đun nước sôi thì mọi người cho uh, một cái gói này vào. Đấy, cho uh, vào trong bồn ngâm chân, đổ uh, ngập nước lên mắt cái chân nhá. Sau đó đặt hai chân cách mặt nước uh, khoảng uh, cách mặt nước một khoảng để làm giãn uh, nở lỗ chân lông, sau đó là cho chân xuống ngâm từ 15 cho đến 20 phút. để mọi người cứ thử thử dùng cái này một thời gian đi nhé. Đấy, xem hiệu quả của cái bột ngâm chân này nhé. Đấy, uh, hiện tại nhà mình thì bán cho rất là nhiều người và họ hiện tại đang sử dụng cái này và uh, phản hồi rất là tốt đối với sức khỏe nhé. Nếu mọi người mà có nhu cầu muốn mua bột ngâm chân uh, chính hãng chất lượng thì liên hệ ngay cho bên mình nhé.